Hôm nay trung tâm điều kinh kế sẽ tiếp tục một bài học của phần mềm Programmatic. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cái phần Provin là xuất hình chiếu. Nhưng mà bài học hôm nay thì chúng ta sẽ học cái phần cơ bản nhất của nó, đó chính là phần tạo khung tên tiêu chuẩn. Thì để tạo khung tên tiêu chuẩn, chúng ta sẽ tạo một lần và sau đó thí dụ như chúng ta muốn chiếu bất cứ cái hình hình nào thì chúng ta chỉ việc lấy khung tên nó ra và sử dụng cho nhiều lần sau này, không không nhất thiết là phải mỗi lần xuất hình chiếu thì chúng ta lại vẽ lại một cái khung tên khác. Đây là cái phần PDF mình đã soạn thảo, thì khi các bạn đến với trung tâm thì mình sẽ có tài liệu này cho các bạn, sẽ photo cho các bạn. Đây là tài liệu để đọc, thì hôm nay mình sẽ thực hành để cho các bạn làm theo. Thì đầu tiên chúng ta sẽ tạo cái thư mục style ở trong document. Cái thư mục đó là để chứa cái phông chữ mà cái win của bạn hiện có để kết nối với Real Parametric. Bây giờ chúng ta sẽ làm bước 1 là tạo thư mục style trong document như này. Đây là cái phần mình đã soạn thảo, thì các bạn khi đến trung tâm được liên kết thì chúng ta sẽ có đầy đủ các tài liệu như là video. Chúng ta vào đây, vào này mình đã tạo sẵn sẵn cái này đó, mình vào đây tạo rồi đó, mình sẽ copy cái đường dẫn này, Ctrl C hoặc là Ctrl C, mình Ctrl C xong rồi, Ctrl C các bạn rồi tắt đi. Rồi mình sẽ có một cái icon Creo Parametric trên một cái desktop, chúng ta chụp phải vào đây, ta property. Cái đường dẫn style của nó là ở đây. Đây, xóa đi, đây là mình đã tạo rồi cho nên giờ xóa đi. Rồi mình cần thêm về cái mục lúc nãy. Ok, rồi chúng ta tạo đường dẫn rồi, bây giờ chúng ta khởi động Real Parameter lên. Thì mình đã khởi động rồi, thì bây giờ mình vào file. Bước thứ hai của chúng ta là gì? Là như thế này, vào file option list configuration editor list file, gõ pro folder, list file now, list pro, chọn gì đó, Windows Phone. Là chúng ta đang add cái phone mà cái Windows hiện hành có và để sử dụng vào Real Parametric là để tạo bản vẽ. Là lúc đó chúng ta sẽ tạo như thế này, lúc đó sẽ tạo tên trong bản vẽ như thế này. Chúng ta vào đây file option, ở đây Configurator Editor. Chúng ta lít file, ta rõ cái câu lệnh Pro Ship Gạch Form Ship Gạch Đó, các bạn gọi như thế này, lít file nào. Rồi chúng ta vào đây Pro. Cái này là mình đã chọn iPhone rồi cho nên mà các bạn đừng quan tâm. Ví dụ giờ mình xóa đi, giờ mình vào đây, mình và ổ C và vào Windows, sau đó chúng ta tìm một cái font. Đánh dấu font nha các bạn. Font. Đây. Ok, rồi ta add change, add và thay đổi flow. Ok, đó, giờ chúng ta đã add phong mà cái window hiện có các bạn. Thì cái win của mình hiện có thì gồm có những cái phong như sau, các bạn có thể kiểm tra. Phong. Chúng ta đây là phong chữ. Các bạn muốn đánh chữ phông loại kiểu nào thì Windows có thì Real Parametric sẽ có. Nó thường dùng nhất là Vini và Arial. Bước kế tiếp chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta đã làm xong cái phần này rồi. Chúng ta bước kế tiếp ta tạo một cái bản vẽ. Chúng ta khởi động rồi, bây giờ ta new. Ta vào format, format đây là tạo khung tên mà, còn Rowin là ta chỉ việc chiếu thôi. Rồi ta đặt tên đây là
công tơ tiêu chuẩn các bạn. Ok, đây là lúc mà ta đã có khung tên rồi thì chúng ta không cần tạo nữa, chúng ta chỉ việc pro nó, khung tên ta nằm ở đâu ta lấy đến thôi. À, bộ empty ta không có là không có. À, tiêu chuẩn là nằm đứng, nằm ngang, còn cái đây là chúng ta tự thêm kích thước. Thì đây là tiêu chuẩn của nó, thì chúng ta sẽ chọn A0. À, bề ngang của nó là 1189 và bề cao là 841, là A1, A2, S, E gì đó, chúng ta xài là A3. Chúng ta ok. Các bạn quan sát cái này. Robin. Khung tên tiêu chuẩn chúng ta đã có rồi đó. Giờ chúng ta muốn muốn đặt tên lại đó thì chúng ta bấm vào đây. Ok đó, nó còn nhớ trong bộ số này lúc những bài tốt chúng ta đã học đến cái phần này rồi, thì mình đã hướng dẫn cái phần này. Ok, giờ chúng ta new đặt tên lại giống vậy là được. Các bạn lưu ý là đây là đang là mm, mà các bạn nào đang là in thì chúng ta vào đây, chúng ta là do mình đã add cái unit rồi, giờ chúng ta vào đây. Nếu bạn nào mà có đang là ở hệ in thì chúng ta vào đây tự chỉnh vào file action vào configuration editor vào đây. Chúng ta file ta rõ row unit lên file nào các bạn, nó đang ở hiện thì chúng ta đây ta xóa đi, ta để mm. Em bị sai đó rồi các bạn. Nó file row select unit select length giờ mình giờ chúng ta đã add là mm rồi đó các bạn. Chúng ta vào đây. Các bạn cứ gõ vậy là nó đã add phong là kích thước là unit là mm. Chúng ta đi bước kế tiếp. Ta offset khẩu giấy. Thì vào cái test này chúng ta sẽ chọn cái chế độ là offset đó, chiều này ta offset vào là 5, đây là cái hướng vào của nó là các bạn, hướng vào là 5, hướng này nó đang hướng ra thì chúng ta muốn đi vào thì để từ 5, hướng lên nó đang hướng ra ngoài thì từ 5 nó sẽ hướng vào, riêng cạnh này ta offset vô là 15. Rồi chúng ta sẽ cắt những phần dư này, chúng ta chọn vào corner Control các bạn, Control bỏ phím Control, chọn cạnh này, chọn cạnh này. 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 Đó, chúng ta được như thế này. Để ta chọn bốn cạnh. Ok, tới cái đó. Control chọn bốn cạnh. Ta vào Blind Style là kiểu cái đường. Ta chọn vào đây. 0.3. Tao hết màu đen, ta chọn màu đỏ, nó sẽ ra màu đỏ. À, này ta quan sát thấy đường này lớn hơn nè các bạn. Ta chọn lại control
Control. Control. Lifestyle. Ta chọn màu đen. Apply. Ok. Đó, màu đen lại các bạn. Cho thấy tạo cái khung tên. Thì bây giờ chúng ta sẽ vào cái stable là khung. Thì chúng ta sẽ tạo cái khung như thế nào? Yêu cầu là cái khung sẽ như thế này. Đây là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gồm có 10 cột và bao nhiêu hàng? 1, 2, 3, 4, 5, 6 là sẽ là có 6 hàng. Thì chúng ta sẽ tạo một cái bảng gồm có 10 cột 6 hàng. Stable. Đây là đếm. Đó, đây là 10 cột. 3 hàng rồi, 4, 5, 6. Nhấp một cái, bỏ vào đây. Rồi giờ chúng ta cho kích thước lớn lên. Chúng ta chọn nó. Chuột phải đè, chuột phải 2 width, chiều cao và chiều rộng. Bỏ đây Autodesk 2 adjustment là adjust nghĩa là thay đổi, sửa lại. À, chúng ta điền vào đây là 8, chiều cao là 8, chiều ngang là 20. View tước. Đó. Thấy đúng các bạn. Ok. Thì tiếp đến. Chúng ta hãy hiệu chỉnh, thay đổi tất cả kích thước hàng cột. Đó, cái bước đó chúng ta rồi. Bây giờ ta muốn xóa hết cột hoặc là chèn cột, ta làm bước rồi. Giờ chúng ta sẽ xóa cột thì ta chọn cái này. Chuột trái đè, kéo, khi nào ta chọn được này. Bấm delete là xóa, muốn xóa hết chọn hết delete rồi ta cần Ctrl Z lại. Rồi giờ chúng ta muốn xóa hàng thì ta cũng tương tự, ta chỉ chọn cái hàng tên thôi. Đó, delete là xóa rồi mình Ctrl Z lại. Giờ chúng ta muốn add cột hoặc là add hàng thì chúng ta nhấp vào nó, chúng ta nhấp vào được phân của hai nó, nhấp vào đây một cái. Nắp vào cái đường phân giữa hai cột này và chuột giữa là kết thúc. Cái tên giác các bạn, ta xóa hai cột này đi, ta chọn column rồi ta chọn vào đây. Đó, chọn vào cái đường phân giữa hai này sẽ hiện ra tương tự là pro, thì ta chọn vào cạnh này nó sẽ hiện lên đây là một cái hàng. Tương tự giờ ta xóa đi, chuột giữa để kết thúc lệnh mà đông á. Delete đi, 2 4 6 8 10, ta còn 10 cột và 6 hàng. Đó, tương tự bây giờ chúng ta sẽ mệt lại mà sale nghĩa là gộp lại, và anh mà sale nghĩa là bỏ chức năng mệt gom các khung chữ lại. Bây giờ chúng ta sẽ mệt, mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng lệnh tước, rồi tước khi chúng ta sẽ mệt lại thành những cái ô như thế này. Thì bây giờ chúng ta sẽ mệt ô này vô này vô này thành một, thì chúng ta chọn Marcel, chọn nó, chọn nó, rồi chọn nó, chọn nó, chọn này và chọn này. Đó, mệt tương tự ta muốn tất cả những cái ô này thì chúng ta chọn nó, chọn nó, chọn tiếp, chọn tiếp, chọn 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 chọn, các bạn chọn đại các bạn. Đó, chỗ này vô này, ô này với ô này. Đó, chuột giữa kết thúc. Rồi chúng ta lỡ sai thì bây giờ chúng ta muốn anh mà sale lại, chúng ta bấm anh mà sale, chọn ô này. Đó, chọn nó, chọn nó, chọn. Đó, các bạn nhớ định vị, ví dụ như 4 ô chuột giữa ta mở đi. Đó, chuột giữa kết thúc. Ta nhớ là thứ dụ ở đây là ô thứ nhất, thứ hai ở đây, thứ ba, thứ tư cái này. Chúng ta anh mà sao ta bấm nè cột này, cột này. Đó. Là nó sẽ anh mà sao. Các bạn. Thì chúng ta sẽ làm cái khung tên như thế này. Thì bây giờ nguyên cái hàng dưới này là gồm có hai hàng. Hai hàng sẽ gộp lại với nhau. Chúng ta sẽ mà sao. Này. Còn có bao nhiêu cột? 1, 2, 3, 4, 4 cột là đủ các bạn. Đó. Chiều dài của này là 20, 40, 20, 20. Thì hàng này cần thay đổi là 40. Thì chúng ta
chọn cái lô này chuột giữa đè 2 quyết ta điện này là 40. Ok, nó sẽ dài ra đó các bạn, mình làm bài nha, cần tính giáp chọn này. Khi ta đưa ô vuông về nó chỉ chọn bao những cái đường nào đó bao quanh, nó sẽ chọn lần này chuột phải đè đè chuột phải 2 quyết điện là 240, nó đang 20, mình thêm 20 nữa hoặc là đang 20, chúng ta bấm cái công thức dài cộng 20 nó sẽ tự hiểu. Ok đó, các bạn không tin thì chúng ta sẽ anh tay sẽ đo, anh hôm nay nó không có cái ký hiệu để đo. Tương tự nguyên cái hàng trên này sẽ mệt lại với nhau đó, mệt. Chúng ta chọn nó, ta di chuyển vô cho dễ nhìn các bạn. Tương tự bốn cái này ta mệt nó đi, các bạn tương tự như này. Rồi thằng này sẽ là 40. Ta chọn ô này 40. Ok đó, tương tự ta được cái bảng tương đối như thế này các bạn đó. Có giống như các bạn tôi nói giống nha. Bây giờ chúng ta sẽ thiết lập cái phông chữ cho nó. Rồi đầu tiên các bạn không cần quan tâm đến cái này cũng được, đây chỉ là cái phần mình giới thiệu. Khi các bạn đến trung tâm thì mình sẽ có những cái tài liệu như thế này cho các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ thiết lập, đầu tiên ta vào format thiết lập cái phông chữ hiện hành. Ta vào manage test style, vào đây sau đây ta tạo một cái mới là tạo new, create new style, ta tạo ra một cái phông chữ mới new, đặt tên cho nó, ví dụ như là Penny. Ok rồi ta chọn cái phông của nó là Arial. Arial kéo xuống Arial đâu này, Arial ở đây, chiều cao là 3.5, chiều rộng của cái chữ là 0.2. ok, chọn là Center và cái này là meter. Ok rồi, bây giờ chúng ta sẽ thiết lập là chọn cái phông chữ đó sẽ sử dụng đâu trong cái bảng này. Thì chúng ta format default step style, chọn bên này là xong các bạn. Bây giờ chúng ta muốn nhập tên vào đây thì chúng ta nhấp đích vào nó. Ok, bây giờ chúng ta sẽ nhập tương tự như thế này. Thứ nhất, cái ô thứ nhất thì không có, ta chọn ô thứ hai. Ô thứ hai, ô hai là thiết kế, thứ ba là kiểm tra. Đó, chúng ta ok, kiểm tra chụp giữa kết thúc, chọn nắp đất vô hai duyệt, kế tiếp họ và tên chữ ký ngày, nắp đất vào đây chuột giữa kết thúc tức họ và tên chuột giữa kết thúc chữ ký chuột giữa kết thúc. Đây là chúng ta sẽ là ngày, đây
như tên mình là Lê Đình Trơn, thì mình là C. À, các bạn. Ở đây tên công ty, ví dụ như công ty mình là Khan Engineer. Đây đây. Chọn nó. Chung giữa kết thúc. Tên bản vẽ sản phẩm. Ví dụ như cái này thì bạn muốn chỉnh cái phông lớn hơn. Đây là chọn này là 5. À, 5 thì quá lớn, 4 thôi. 3.8. Ok. À, nghiêng. Ok. Tên mới vẽ. Click vào đây. Đó, ta chọn kiểu thước cái này là 5 đi. Tên bản vẽ. Chụp giữa kết thúc. Tên sản phẩm. Tên sản phẩm. Vật liệu. Đó, tên bản vẽ là ví dụ như bản xuất bản vẽ gì thì bạn điền vào đây nha, mình chỉ để vậy thôi. Tên sản phẩm, tên sản phẩm vậy ví dụ như là cái gối hoặc là cái chài vân vân, hoặc là khuôn đực khuôn cái vân vân. Đây là vật liệu. Số lượng, khối lượng, tỷ lệ. Số lượng. Khối lượng. Chụp giữa kết thúc các bạn. Em đắp vào đây. Tỷ lệ. Đơn vị. Chụp giữa kết thúc. Chụp giữa kết thúc. Mm. Trang. Còn đây là tỷ lệ. Bây giờ chúng ta sẽ vẽ một cái hình như thế này. Đây là hướng chiếu các bạn. Hướng chiếu là góc một, hướng chiếu mình chiếu từ đây qua thì mình để bên đây, hoặc là hướng chiếu theo kiểu châu Âu thì là chiếu ở đây ta để ở đây. Đây là hướng chiếu tiêu chuẩn Việt Nam. Đầu tiên đây ở đây cái tài liệu của mình có hướng dẫn đầy đủ các bạn khi làm theo các bước như thế này. Đó. First tăng angle, ISO, hướng chiếu là mình đang sử dụng ở Việt Nam, hướng chiếu, còn là third angle là ANSI là của châu Âu, ví dụ như nước Đức, Mỹ sử dụng cái hướng chiếu này. Đầu tiên chúng ta vào đây, chúng ta vào file option, vào scatter, chúng ta nắp. Lúc nãy là mình đã chọn rồi, giờ chúng ta chọn đây, thích vào đây snap to grip để hiện cái lưới đó. Ok, cái phần sketch này chúng ta chọn vào cái grip, wrap grip, bấm vào đây các bạn, wrap grip rồi show grip con. Đó. Nó hiện ra thế này. Cái bước này là bước như thế nào? Sketcher vào đây, mình bỏ cái này đi.
bỏ đi. Thì khi chúng ta vẽ một cái line, nó sẽ tự chọn, nó sẽ tự bắt luôn. Bây giờ ta vẽ một cái hình như thế này, ở hướng chiếu này, ở đây, first angle. Để chúng ta vẽ một cái đường thẳng. Bạn vẽ tương đối thôi, cho người ta biết mình đang sử dụng hướng chiếu nào. Khi mà chúng ta đọc bản vẽ thì chúng ta phải xác định được cái hướng chiếu của chúng ta. Vẽ đường tròn. Tương đối các bạn. Ok. Nhớ một cái cần kết sinh lai. Nhớ một lai. Đi qua đây. Rồi nhớ một lai đi qua tâm này. Okay. Đó. Giờ ta đã có. Giờ ta. Ta brief. Hai brief. Đó. À, mất tiêu. Giờ chúng ta chọn này và control chọn chọn này, ta vào lifestyle, ta chọn kiểu center line, apply. Đó, nó là một center line tương tự apply. Ta chọn này, ta chọn này, ta vào lifestyle, ta chọn kiểu center line apply. Đó, ta đã có bản vẽ hoàn chỉnh. Rồi bây giờ chúng ta sẽ di chuyển bước cuối cùng là ta di chuyển cái khung tên này vào đến đây. À, bạn đến cái góc này. À. Thì chúng ta làm cái bước như sau, ta vào cái tag stable, ta chọn nó đi và ta chọn move special là di chuyển đặc biệt. À, ta chọn nó và ta chọn cái góc này, bấm vào đây, ta chọn cách này. Ta chọn vào biểu tượng này, snap object to specific reference point on entity, có nghĩa là chúng ta sẽ chọn một cái điểm này nó gắn với cái điểm nào thứ hai ta chọn, ta gắn với điểm này. Đó. Tương tự ta chọn cái điểm này gắn với cái cạnh này. Đó. Ok, tương tự nó sẽ gắn như thế này các bạn. Đó. Làm lại các bạn, cảm ơn nhé. Đã gắn đặc biệt rồi. Sketch. Xóa này đi, mình sẽ vẽ lại. Như đây. Ta vào stable. Chọn nó. Di chuyển đi. Giờ chúng ta sẽ di chuyển nó. Chọn nó. Chọn Move Special, chọn vào điểm này, chọn cạnh thứ nhất, ok, chọn cạnh thứ hai, ok. Đó các bạn, giờ chúng ta vào đây vẽ lại option cũng như là mình hướng dẫn lại các bạn. Sketcher vào đây, snap to rip là ta chọn nó, snap to rip, ok. Nếu chúng ta không chọn snap to rip thì sao? Sketcher bỏ đi. Ok. Thì chúng ta vào sketch. Sketch. Show rip done. À, ta sẽ vẽ một cái line. À, sẽ tự bắt luôn. Giờ ta vẽ một cái đường thẳng qua vốn. À, từ đường này xuống đây. Từ đường này. Từ đường này vào. Ta vẽ một vòng tròn sơ cầu lớn bằng này, sơ cầu lớn bằng sao, ok. Rồi ta vẽ một cái line, thêm một line qua đây nữa, thêm một line qua đây nữa, ta đừng tâm lo, ok. À, hai rip đâu sao
Để ta chọn nó, Control, 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 Slide Style, Center Line, Apply, Lock. Đó, giờ ta đã có hướng chiếu cái này rồi. Giờ các bạn thử in ra đi. Mình sẽ chỉ các bạn cách in. Giờ ta chọn vào File, Save As, Save Copy. Đó. Ta chọn kiểu là PDF. Đó, in ra. Desktop. Ta để ngoài desktop luôn. Ok. Rồi các bạn khi in thì khi chúng ta in thì chúng ta nhớ chọn các kiểu đây. Đây độ phân giải ta chọn 500. Ta vào content thì ta chọn drop on front. Nó nghĩa là sẽ sửa tất cả các loại. Ok. Đó, bản tên ta có rồi. Đó, các bạn. Bản tên chúng ta đã có rồi. Đó. Thì luôn các bạn. À, tắt đi. Giờ ta sale. Sale nó, ta sale ví dụ như ta để tôi để ở laptop. Ở đây là một cái new folder như là cùng tên Prio tiêu chuẩn. Ok. Đó, để rồi, giờ tắt đi. New. Ta format province à, chiếu chi tiết. Ok. À, bây giờ chúng ta đã có cái khung tên rồi. Bây giờ chúng ta chọn vào đây. Empty width format. Tập pro. À, desktop. Ta chọn khung tên. Đó, ta chọn này. Đó, ok. Đó, giờ đây ta đã khung tên rồi. Khung tên nằm ở trong cái phần chiếu. Giờ ta chỉ việc chiếu thôi. À, bài học hôm nay là bài học về design một cái khung tên tiêu chuẩn mà sau này chúng ta sẽ sử dụng hoài luôn, không cần phải thiết kế lại. Thì bài học hôm nay đến đây là kết thúc. Thì bài học tiếp theo mình sẽ sử dụng khung tên này và thiết kế một cái vật thể đơn giản để hướng dẫn các bạn chiếu và cũng như là cắt lên kích thước cho nó, như là lên một số cái nốt chú ý. Thì bài học hôm nay đến đây là kết thúc. Xin chào các bạn. Thì cũng như mọi ngày, mình xin nhắc các bạn có thể lên website của trung tâm vancast.edu.vn để ghi danh, nhận tài liệu miễn phí, cũng như là có thắc mắc gì đó có thể liên hệ trực tiếp với trung tâm. Mong các bạn có thể dành thời gian xem những video này, cũng như là nếu tốt hơn thì các bạn có thể đến trung tâm để được các giảng viên, những người hướng dẫn ở đó sẽ chỉ tận tình hơn. Xin chào các bạn.